Rồi xin chào anh em, thì bây giờ là nó đang vô mùa của con chim chẩu anh em, hay còn gọi là chim ăn ong. Thì loài chim này là anh em đánh di cư đánh lưới. Anh em nào mà đánh mà không có cái file VIP như file gọi về ngủ đó, file gọi ăn đó, thì anh em liên hệ số điện thoại của Thuận trên màn hình để Thuận tư vấn cũng như cung cấp cho anh em cái file chuẩn để anh em đánh làm kinh tế nha. Thì ngoài ra thì Thuận còn chuyên làm tất cả các loại tiếng chim đêm và chồn chim sẻ, và anh em có thể vô kênh Săn Bẫy trong YouTube để coi. Anh em bấm đường link bên dưới á. Cảm ơn anh em rất nhiều nha. Thì Thuận để bài nhạc này ra và kèm nhạc vô, anh em nào lấy thì Thuận đưa bản gốc là không có cái tiếng nhạc nha anh em. Cảm ơn anh em rất nhiều.